Xin chào mọi người nhé Đây là hệ thống hôm trước em có quay này Thi công ở Thái Nguyên Thì hôm nay đã xong Em chia sẻ với mọi người nhé Ở đây có 5 tấm Astro 580 này Sẽ lắp vào một cổng Và bên này có 5 tấm nữa Thì tổng hệ thống ở đây có 10 tấm tất cả mọi người nhé 5 tấm nối tiếp vào một sơ trinh. Máy khá là rộng Nên là khách hàng cho phép chia ra khoảng cách rộng như vậy Để cho nó thoáng Bên em sẽ đi dây xuống theo cái đường ống này này Hệ thống này thì có tổng công suất là 5,8 8 thôi Sau này có thể nâng cấp thêm được 10 tấm nữa vẫn được Bên này 5, bên này 5 rồi Thì uh, khách hàng đã lắp là máy Gen 6 Hôm trước em cũng chia sẻ với mọi người là bàn giao Hôm nay sẽ là thi công hoàn thiện Thì sau khi đã xong em sẽ quay lại một cái video như thế này uh, sau, Cũng sau 2 ngày rồi Hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người khi mà nó hiển thị ở trên app luôn Đây là những cái tấm Astro 580 công nghệ enthai của tập đoàn Chin uh, 10 tấm nhé, 5.800W ở dưới này thì khách sử dụng máy biến tần Lockpower Power Gen 6 này, con này có màn hình hiển thị chi tiết hơn cái con P báo cả hai dàn pin PV. Rồi các phần nâng cấp em cũng đã chia sẻ ở những video trước. Khối pin khách chọn là pin SM Battery 51.2V 208, pin bên em đóng mọi người nhé. Cái tủ điện cho máy Gen 6 nó cũng đơn giản hơn, chúng ta lược bỏ được phần ATS và CB cho battery. Nó gọn gàng và cũng dễ thi công hơn, cũng như là vận hành ổn định hơn. Đây hệ thống bên em đi từ trên mái xuống theo cái ống này này. Đó, 10 tấm pin nhá, đi vào cái ống nhựa này, vào tủ điện rồi qua máy biến tần. Tất cả phần dây thì được đi gọn gàng trong ống nhựa như vậy. Thì hôm nay đã là ngày thứ hai hệ thống vận hành rồi, thì em quay lại cái video này để chia sẻ với mọi người. À, chúng ta cùng theo dõi qua trên hệ thống bằng điện thoại và máy tính nhá. Đây là cái giao diện hiển thị ở trên máy tính mọi người này à, Em cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi nhé Thì hệ thống này hiện tại chúng ta đang thấy nó hoạt động khá là ổn Và cũng hiệu quả Dàn PV1 đang ra là hơn 900W này Dàn 2 là hơn 1300W Thì đang cấp tải, nuôi tải chỉ có 547W Còn lại là dư sẽ sạc vào cho bình lưu trữ Hệ thống này thì khối pin là khối pin đóng nhé 280Ah Có giao tiếp thì cái phần trăm này nó báo chính xác này Phần này là phần pin mặt trời tạo ra. Mọi người có thể thấy là ngày hôm nay pin đã tạo ra là 12,5 kWh và tải chỉ có 10,9 kWh. Nếu mà chúng ta lắp đặt những hệ thống mà cái phần pin năng lượng mặt trời cao hơn tải thì nó sẽ rất là hiệu quả nhé. Đây là phần sạc battery này. Vào hôm nay sạc 6 kWh rồi. Tổng, đây là phần tổng nhé. Còn đây là của ngày hôm nay. Đây là phần đẩy lưới này bằng không Ở trên cái màn hình của điện, à, máy tính ấy, thì nó sẽ hiển thị chi tiết hai dàn pin bao gồm công suất và điện áp PV1 và PV2 này. Bên này là pin lưu trữ. Bên này là điện lưới, hiện tại thì không có lấy lưới vào, hệ thống đang chạy rất là hiệu quả. Phần tải, công suất tải đang báo đây. Hoặc là chúng ta có thể theo dõi đơn giản ở trên những cái app Black Power trên điện thoại này. Trên điện thoại thì nó có báo tiếng Việt mọi người nhé. Đây năng lượng PV này. 12,5 kWh là hôm nay, còn tổng là 23 kg rồi. Xả này và sạc này, đây. Cái này chúng ta có thể bấm để chuyển đổi giữa sạc và xả nhé đây là phần đẩy lưới và lấy lưới này đó từ khi lắp tới bây giờ ấy, hôm qua thì lấy lưới có một ký sáu này là chứng tỏ là hệ thống hoạt động rất là hiệu quả lấy lưới cực kỳ thấp chỉ lấy vào một ký sáu tiêu thụ thì nó thấp hơn pin mặt trời tạo ra nên là vừa cấp cho tải đủ và vừa à, sạc cho pin lưu trữ đây trên điện thoại chúng ta cũng có thể theo dõi nhưng mà trên điện thoại thì cái phần pin mặt trời nó sẽ báo gộp mọi người nhé cả hai dàn nó sẽ cộng lại trên này thì người ta tách ra hệ thống nó tách ra là PV1 và PV2 929 cộng với 1393 w đó thì tổng lại đây là được 2322 w nhé là công suất PV này nó đang sạc vào 1667 này đây trên máy tính này đó trên điện thoại này dung lượng ắc quy còn lại này 65 này đây là tải tiêu thụ này 547 w phần điện lưới không lấy vào nhé con máy này là máy 6 kg mọi người nhé máy gen 6 Mặc dù là khách hàng sử dụng pin đóng nhưng mà lại chọn cái máy biến tần cao cấp Gen 6 Một trong những dòng máy mà mới ra mắt và được nâng cấp từ con P 6 ký Tất cả các phần tính năng đã được nâng cấp mới và chạy hiện tại rất là hiệu quả Ê, Mọi người có thể thấy cái phần PV2 nó vừa tăng lên một chút xíu này là trời nắng hơn, để thời tiết thay đổi Lúc nãy cái phần công suất này là gần 1.400 bây giờ đã là 1.550 rồi Đây tổng công suất đã tăng lên này từ nãy 2.300 bây giờ là 2 rưỡi rồi này Tải cũng có tăng lên một chút này và cái phần năng lượng sạc vào cao hơn này Nó thì hệ thống này em đánh giá là khá là hiệu quả Sau này khách hàng mà sử dụng tải nhiều ấy, thì có thể nâng cấp thêm được cả pin mặt trời nữa Với con Gen 6 này chúng ta có thể lắp tối đa lên tới 20 tấm 500 năm, à, 580 vẫn được Hiện tại thì khách hàng mới chỉ lắp có 10 tấm thôi 10 tấm mà hệ thống cũng đã hiệu quả như thế này rồi Bởi vì nhu cầu tải của khách hàng hiện tại chưa có nhiều Nếu mà mùa hè thì cái năng lượng nó sản sinh ra lại nhiều hơn Vì là trời nắng tốt hơn Hoặc là giá pin mặt trời đang rẻ ấy, Thì anh em có thể lắp nhiều pin mặt trời đầu vào vẫn được Pin lưu trữ là lưu 14 số rồi Còn pin mặt trời thì với máy Gen 6 này chúng ta có thể lắp tới 20 tấm 580 vẫn được nhé Thì hôm nay em chia sẻ với mọi người một cái hệ thống mà bên em lắp đặt chọn gói ở Thái Nguyên như vậy. Anh em quan tâm cần được tư vấn những cấu hình về điện mặt trời. Có thể liên hệ bên em qua các số Zalo 0382 124 123 hoặc là 0392 124 123. Em đang ghi ở góc phải màn hình đó nhé. Rồi video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.